Ok, và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Wolfenstein phần 2. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trong cái căn cứ này để coi trong đây có cái gì nha, cũng như là nói chuyện với mấy người trong đây để nhận nhiệm vụ mới. Rồi, cái phòng nó vậy nè. Trời, đây là một chiếc tàu ngầm nha các bạn. Đó, bây giờ căn cứ của chúng ta là trong một chiếc tàu ngầm. Ok Max, đồ họa quá đẹp luôn. It's time. Max Hurst. Trời ơi, nó biến cái khoang này thành một cái chuồng lợn nè các bạn. Phải. Tại vì nó còn treo cái quả cầu ánh sáng này trong đây nữa. Thôi đi đây. Wow, phòng này được đó. Mày mới lấy được cái gì nè, không biết nữa. Lá bài. Rồi nếu như mà mình trong đây không có gì quan trọng thì có thể mình sẽ tour qua ha các bạn. Gì đây? Hộp nhạc. Cái căn cứ này rộng ghê ta. Chiếc tàu ngầm này rộng vãi luôn á. Cái chỗ này là cái chỗ làm đạn nè các bạn. Thấy không? Mấy viên đạn nè. Chỗ này người ta sẽ bơm thuốc súng gắn đầu đạn vô rồi mới bắn viên đạn được. Hello. Wow. Đây là mặt của mụ điên kia đây. Thấy không? In set times. Đây. I like to listen to music. Mụ này là con gái của bà. Bà điên điên khùng khùng kia đó. Hello. Oh, hết hồn. Trời ơi. Mới nhảy lên dài nó chút xíu thôi mà nó móc búa muốn chặt rồi đó. Con này con gì ta? Nhìn giống lai từ con khỉ với con mèo với nhau. Tại vì cái con này cái đầu nó như con mèo vậy đó, nhưng mà cái mình nó thì giống con khỉ. Đây là một loài động vật mới mà thế giới chưa từng thấy. Chắc là ông này ổng lai ra quá chứ các bạn. Lai tạo ra các bạn. Đây là gọi là khỉ mèo hoặc là mèo khỉ. You see, in order to do a cross species head transplant, you need to A, bridge the spinal column, she's okay. B, harmonize otherwise totally recalcitrant biological system, respiratory and circuit. Okay, I get it. Spare me the science mumbo jumbo. Trời ơi các bạn ơi, coi nè. Có quả đạn pháo nè. Wow, bự lắm á. Cái này hình như là 300mm nè, phải không? Đây nè, số 300 đây nè. Thật là khủng khiếp. Quả này mà nổ gần mình là bánh xác luôn á. Này leo lên đâu đây? Wow, đây. Ăn được 100 giáp nha, wow. Cái gì thế này? Nani? Gonna make me chase you, ain't you? Đó, súng nè. Số 2 là cái súng này. Số 3 là cây này. Còn cái xây này là số 5. Ăn đạn. Full này, full đạn này. Đó, mình ăn được cái đồ update kit nè. Nâng cấp súng các bạn. Mình phải nâng cấp súng gì đây? Mình sẽ nâng cây súng mình hay xài nhất. Cái nào ta? Cái này. Xuyên giáp. Hay là nâng cái đồ ngắm. Hay là nâng băng đạn. Khó nghĩ quá. Mình nghĩ là nên nâng cái đồ ngắm đi. Rồi. Đó, bây giờ cái súng của mình có thêm cái đồ ngắm nè. Đó, ghê chưa? Nhìn ngon chưa? Ủa sao bắn tận viên người ta? What the hell? Ồ các bạn ơi, mình mới khám phá ra là mình gắn cái đầu ngắm này vô là cái súng nó không bắn
nó không bắn tự động được các bạn, bắn từng viên gì nè. Còn nếu như bỏ cái này ra thì có thể bắn tự động. Trời ơi, hơi bị mất công rồi đó nha. Rồi sau khi chúng ta bắn xong thì lại gặp ông này nói chuyện. Coi thú cưng của ông nè. Anya found Caroline's notes about the American resistance cell in New York City. Look for her in Caroline's room. Ok các bạn ơi, sau khi tua qua mấy cái đoạn nói chuyện thì nó nhảy qua tới cái đoạn này luôn. Rồi mình cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra luôn các bạn. Nó nói chuyện dài quá các bạn, mình không có ở không mình ngồi nghe. Đó, mình cứ bấm tua qua, thế là nhảy vô đây luôn. Hình như chiếc tàu của mình vừa mới bị tấn công hay sao á. Trời ơi, mã này tàu gì vậy? Cái này đâu phải tàu ngầm của mình phải không? Tùm lum xác chứ nè. What the hell? Tôi là đâu? Đây là đâu? Tôi là ai? Rồi, chui vô đây. Ủa? À, hiểu rồi, bắn. Đó. Súng này là để phá cửa nha. Phá cửa ngon lắm đó. Should be possible to blow that hatch open. Chỗ này hơi tối nha các bạn. Không thấy thằng nào trong đây hết trơn á. Rồi, hình như là phải bắn nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, khổ ghê. Nữa. Ồ, đây là thành phố Manhattan, New York. Oh my god, đây là thành phố New York các bạn, Mỹ. Đây là nước Mỹ, America. Hình như mình đọc ở đâu, hình như là tụi fascist trong cái game này, hình như là tụi fascist đã chiến thắng phải không ta? Hình như nó chiến thắng nước Mỹ luôn hay sao á? Gì thế này? Nó kêu mình bắt sống là bắt sao mình cũng không hiểu. Chết. Kẻ thù ở đây mặc đồ lạ quá. Nãy mình không biết nó là kẻ thù luôn á các bạn. Oh, chết đi, chết đi, mày chết đi. Ghê chưa, thấy tao bắn ghê chưa? Ôi bọn này đông vãi, cho ông quả này. Lấy súng mới nè. Đó, súng mới của tao đó con, súng có gắn đồ ngắm. Gắn đồ ngắm vô thì nó không có bắn tự động được các bạn. Cái này á. Mình ăn đồ của mấy thằng này cái đã. Nước Mỹ gì mà tan nát thế này. Nước Mỹ nát hết rồi các bạn ơi. Oh my god. Hello. Hình như nó kêu mình đi tới đây nè. Còn có đường đi trên này nữa. Từ từ đi. Mình sẽ khám phá từ từ nha. Trong này hơi tối cho nên là nhiều khúc mình không thấy đường ha các bạn.
Bọn này đông gớm nhỉ. Ôi da, lâm đồ của nó. Ow. Đường đi trong đây lằng nhằng quá. Hello. Bay quá. Ồ. Lên lầu nè. Nhà cửa gì đâu banh hết trơn rồi. Y như mấy cái game mà thời tận thế vậy các bạn. Đây hồi nãy mình đứng dưới này nè. Cưng còn non lắm. Ê, ủa sao đó nãy nó không bắn mình ta, nó gà vậy sao? Tụi này đông vậy. Đông. Mấy quả lưu đạn trong game này lạ lắm các bạn, như trái banh vậy á, nó nảy các bạn. Nhìn như trái bóng mềm vậy á. Lưu đạn thì nó nhỏ như quả trứng gà vậy các bạn. Ném thì nó lăn, nó nảy nhìn nó cười lắm. Để cho bạn coi nè. Đó. Trời ơi. Wow, cái ghế này chất lượng cao ghê ta. Nổ như vậy mà vẫn còn y nguyên. Chắc là đi lên đây. Hồi nãy mình ở dưới nè. Yeah, được cái bộ nâng cấp. Tuyệt vời. Nâng cấp không ta? Giờ nâng cấp đi. Nâng cấp gì đây? Armor Bezier. Tức là mình nâng cấp cái này là cái súng này sẽ bắn được mấy thằng mặc giáp. Nâng luôn. Còn cái súng mình nó ngon chưa? Đó. Chỗ cái nòng rồi các bạn thấy không? Bắn ra cái viên đạn nó khác liền luôn á. Nhìn y như là nó đều vừa gắn được cái nòng mới vô vậy đó các bạn. Kìa kìa kìa. Cái con này là kẻ thù của mình đó. Chắc là kêu mình đi xuống rồi. Ui da. Con đông biết mà cái bà không. Ủa tụi nó đâu bắn mình vậy? Chúng nó ở khắp nơi. Thôi mình chuyển qua cái súng này mình bắn đi. Wow. Ha.
xin lỗi các bạn là cái dòng cái game này nó đi hơi bị chóng mặt ha. Đường này nó nhiều hơn cái phần 1 nhiều dữ lắm các bạn. Nó làm quy mô dữ lắm. Phần 2 này rất là đỉnh. Ui da, ui da. Bà nội nó rớt nữa rồi. Game nó kêu mình đi về hướng này nè các bạn. Ui 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 ui. Đấy, anh sĩ quan đây. Oh shit, ấy, lấy cái này ra bắn nó nè, quay nè, cho mày nè, quay nè, cho mày, rồi xong, đụng, đụng, trời ơi, hù tôi kìa, ấy, lượm được cái súng nè các bạn, à. Súng gì đây? Ôi, súng phóng lựu các bạn ơi. Đúng rồi. Văn cục thịt của đứa nào đây? Ui. Cái này là cái gì đây? Nhìn giống cái đòn xe lửa của có biểu có cái quy hiệu của đội Đức Quốc xã nè các bạn. Tụi phát xít nè, xe của tụi phát xít nè các bạn, lạ không? Wow. Ngon chưa? Đó là lý do tại sao tụi nó lại chiến thắng. Thôi mình đi xuống đi ha. Xuống đi. Hello. Máu được có 50, người ta tức quá. Cái này chắc là nó muốn mình đi xuống sâu thêm rồi các bạn ơi, đi xuống dưới á. Đây. Chấp bà không? Oh. Ok. Welcome to the state building. Caroline, will you help light the way? Chó. Chó. Chú gì vậy? Ôi. Mấy con chó này gắt nhanh các bạn. Ôi nè. Mấy con chó này nhanh lắm nha các bạn. Mình ngắm không kịp luôn á. Rồi chúng ta sang đây. Có giọng nói. Ồ, mình làm được cái gì nè, vàng gì nè. Nhưng mà ở đây đâu có đường đi tới đâu. Chỗ này leo lên đâu có được. Không. Đây rồi. Bành sát. Nani? Ủa? À, bom nè, bom vũ khí nè. Mình còn một cây nữa. Đây, bom cho cây súng của mình nha. Sử dụng xăng các bạn. Cái súng mà bắn ra đạn nổ nó sử dụng xăng chứ không phải sử dụng pháo. Lũ. Ui.
trời. Oh no. Ủa chết luôn hay gì vậy? Mình phải chơi lại cái đoạn này rồi các bạn ơi. Chỗ con cá sấu nè. Đấy. Rất may là mình đã đổi súng ha. Giá cái súng này nặng quá. Rồi, đi tới đây rồi, hết đường đi vậy nè. Hay thiệt. Giờ chúng ta phải đi qua bên đây rồi. Đây. Đó. Mình cố gắng mình giác cái súng này tại vì nó rất là mạnh các bạn. Không. Quá phê luôn. Giác cái súng này mình không cần phải bắn nhiều. Bắn phát là chết luôn á. Người máy. Mày nè. Ủa giá. Chết. Chết đi. Nó yếu rồi. Yeah. Tại vì hồi nãy mình nâng cấp cái súng này các bạn. Mình nâng cấp lên là cái đạn xuyên giáp nha. Cho nên là cái súng mình giờ bắn mấy thằng con robot rất là thấm. Ok. See if there's some way to power up this old train. Bây giờ mình bị thiếu máu ha. Đây. Rồi. Đủ 50. 70 luôn. Ăn được 70 nhưng mà nó sẽ tụt xuống từ từ còn 50. Mình ghét có nhiều rồi đó. Sau này thì máu mình mới tăng lên được ha các bạn. Rồi, ăn thêm được bộ nâng cấp. Áo giáp nè. Gì đây? Lựu đạn. Rồi chúng ta nâng cấp luôn các bạn ơi. Nãy giờ ăn được cũng 2-3 bộ gì đó. Súng này hình như còn cái thế nè. Nâng thêm băng đạn. Mà cũng không có cần mấy. Cho nên là mình quyết định mình sẽ nâng cây này gì đây. Nâng cái súng này đi. Nail gun là cái gì. Băng đạn tròn. Rồi cái này cái gì. Ở giảm thanh. Chắc mình nặng cái này đi. Ok, nail gun. Đây, nó gắn thêm cái gì bên hông cái nòng súng của mình. À, chắc nó bắn mạnh hơn các bạn ơi. Nó sẽ bắn được mạnh hơn. Rồi. Ok, train's got power. Let's find the controls and see if it moves. Mình không biết mới mở nó là mở cái gì nữa. Điều khiển cái to xe lửa. Oh. Ok. Sao vậy? Chết bà rồi. Tao có súng giống tụi bay đó. Vô. Vô đây. Rồi xong luôn. Nó tưởng mình không có cây súng giống tụi nó các bạn. Mình bắn banh sát tụi nó luôn nè. Hai con. Vấn đề là bây giờ mình đi đâu nè. Ồ đây. Mấy cái xác khô không à. Rất nhiều người chết ở đây các bạn. Rồi, điều khiển cái này. Chạy tới.
Trời ơi, rồi đặt tàu luôn. Thôi xong. Trời đất ơi. Má ơi bài. Rồi giới thiệu với mọi người, đây là thành phố Manhattan, ý lộn, thành phố New York của Mỹ. Hey Cap, you should know. Oh wow. Look at these stars. Anya, you see this all bright, all knowing. Oh gosh, look. Oh, they're zooming away. Wait. William, why you just left? I don't know where. If you are on Fifth Avenue, the state building should be near. Oh shit. Ok các bạn ơi, có lẽ là mình sẽ dừng video của mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha các bạn. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo. Rồi, xin chào.